30 thiên, ngày 30. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Phải, tiếng Trung của mình chính là chị ấy dạy đấy. 是啊,我的中文就是他教的。 是, 啊, 我, 的, 中, 文, 就, 是, 他, 教, 的, 是啊, 我的中文就是他教的。 是啊,我的中文就是他教的。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có. Nã lỉ. Một hai câu thôi. Y lẻng chư ý ở ý. Người Hà Nội. Hớ này rến. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学。 Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书。 Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学。 Vậy à? 这样啊? 这样啊?